Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp trong hội thi hô hấp toàn quốc năm 2018 đến với bài hội hôm nay thì em xin được báo cáo cùng ban bài báo cáo của em cùng ban nội dung chính như sau. Thứ nhất là báo cáo nghiên cứu về nhận xét kiến thức thực hành sử dụng bình xịt bình hít ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2017. Tiếp theo từ báo cáo nghiên cứu em xin đưa ra một số vấn đề thực tế hướng dẫn sử dụng dụng cụ xịt hít cho cửa hàng lâm sàng và cuối cùng là xin có một số đề xuất ạ. Nội dung đầu tiên là về báo cáo nghiên cứu của chúng em thì phòng điều trị ngoại trú bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì hiện tại quản lý 650 đến 700 bệnh nhân tái khám hàng tháng. Nghiên cứu của chúng em thì có hai mục tiêu chính. Thứ nhất là mô tả được kiến thức, hiểu biết, thái độ của bệnh nhân quan tâm đến bệnh của mình và từ đó thì nhận xét về kiến thức thực hành sử dụng bình xịt bình hít trên các bệnh nhân đó. Phương pháp nghiên cứu của chúng em là nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang, thiết kế bộ câu hỏi KAP Knowledge Attitude Practice. Chọn lựa cỡ mẫu thực hiện là 232 bệnh nhân, tiến hành từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2017. Về nhận xét về kết quả thì thứ nhất là phân bố theo độ tuổi thì chiếm tỷ lệ nhiều nhất là độ tuổi từ 60 đến 79 tuổi, 73,3%. Trong đó thì nam giới là chủ yếu chiếm 84%, nữ giới chỉ có 16% thôi. Về thành phần thì chủ yếu các bệnh nhân 61,3% là hưu trí và ở địa dư là nông thôn. Về kết quả nghiên cứu thì phân theo độ và bệnh nhân thì thời gian mắc bệnh thường từ 1 đến 5 năm chiếm 44,8% là tỷ lệ nhiều nhất ạ. Và kiến thức hiểu biết về bệnh tật thì thứ nhất là bệnh nhân có 53% bệnh nhân nghĩ là không thể kiểm soát được. Thứ nhất là bệnh nhân thì nghĩ rằng là bệnh nhân có thể kiểm soát tốt được bệnh tật chiếm được là 53%. Còn lại 47% nghĩ rằng bệnh nhân không thể được kiểm soát bệnh tật. Điều này thì ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân khi mà điều trị. Những cái đợt cấp tính diễn ra liên tục khiến cho bệnh nhân nghĩ rằng là mình không thể dùng thuốc để kiểm soát được bệnh và cái tuân thủ điều trị cũng ngày càng kém hơn. Và con số đáng lưu ý ở đây là 78,9 bệnh nhân nghĩ rằng bệnh COPD có thể lây truyền. Điều này ảnh hưởng tâm lý của bệnh nhân rất lớn và người nhà. Khi bệnh nhân nghĩ rằng có thể lây truyền thì người ta có thể tự cách ly với người nhà và gia đình cũng cái chăm sóc nó cũng sẽ bị hạn chế. Tiếp theo đó, cái kiến thức này sẽ ảnh hưởng đến quá trình mình tư vấn của các bác sĩ khi khám và tư vấn cho bệnh nhân. Kết quả tiếp theo thì cái nhận thức của bệnh nhân về hút thuốc lá, thuốc lào thì 82,8% bệnh nhân biết rằng là hút thuốc lá, thuốc lào có thể là nguy cơ dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong đó 78,9% biết rằng khói, chất kích thích và hóa chất các bệnh nghề nghiệp có thể ảnh hưởng và gây ra bệnh COPD về sau. Điều này đặc biệt ở vùng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có các nhà máy diêm, nhà máy hóa chất, công ty các nhân viên bán xăng dầu, người ta hiểu rằng là cái hóa chất người ta tiếp xúc hàng ngày có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn và bệnh hen nghề nghiệp về sau. Đặc biệt là 61,2% bệnh nhân hiểu rằng là môi trường độc hại, ô nhiễm cũng là ảnh hưởng đến bệnh phổi tắc nghẽn của họ. Và kiến thức về đợt cấp bệnh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phần lớn bệnh nhân cũng hiểu được rằng ho khó thở tăng lên, đờm chuyển màu hay ho khạc đờm kéo dài là những cái dấu hiệu tiên liệu trước cho cái đợt cấp sắp tới. Một con số đáng lưu ý của chúng em tìm được là chỉ có 25% bệnh nhân thường xuyên tìm hiểu về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thông tin về bệnh tật trên các phương tiện truyền thông, trong khi đó là 75% bệnh nhân không chủ động để tìm hiểu về thông tin về cái bệnh tật. Điều này đặt ra là cho đối với nhân viên y tế trong mỗi lần bệnh nhân tái khám, chúng ta sẽ có thời gian để đưa đến nhiều hơn với bệnh nhân những thông tin về bệnh, về đợt cấp, về cách xử lý khó thở tại nhà, về chế độ dinh dưỡng hoặc là về các tiến triển của bệnh. Một cái nghiên cứu này chúng em cũng đưa ra được con số cán bộ y tế chiếm 73% cái đối tượng mà cung cấp cái thông tin về bệnh tật cho bệnh nhân. Ngoài ra thì cái kênh thông tin thứ hai bệnh nhân có thể nhận được là trên truyền hình TV. Bệnh nhân rất là ở cái vùng địa dư đó thì họ rất là tin tưởng vào các cái gì phát sóng trên TV đài truyền hình. Tuy nhiên thì ở trên TV đài truyền hình bây giờ thì có những cái quảng cáo về cái thực phẩm chức năng rất là nhiều. Các quảng cáo về thực phẩm đông y, thực phẩm chức năng có thể chữa khỏi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và thực tế trên điều trị lâm sàng chúng em đã có những bệnh nhân mà tin rằng những cái thuốc đấy có thể chữa bệnh và bỏ các thuốc xịt để dùng các thuốc đó. Đấy. Điều này cũng đặt ra là chúng ta, Sở Y tế, Bộ Y tế và Trung tâm Hô hấp Bạch Mai cũng có thể đưa ra một số kênh thông tin mà được chuẩn xác hơn. Ví dụ là một số chương trình video clip và những kênh thông tin trên truyền hình quốc gia để bệnh nhân có thể hiểu rằng là việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một điều trị lâu dài và cần dùng thuốc, cần đến bệnh viện để điều trị. Tiếp theo là về kỹ năng sử dụng bình xịt bình hít của bệnh nhân đối với bình xịt định liều. Trên đây màn hình chúng ta có thể thấy là 7 bước của việc xịt đúng. Trong khi đó thì cái bước mà bệnh nhân sai nhiều nhất chiếm 18% là cái bước mà ngậm đầu ống thuốc phối hợp vừa xịt với hít thật chậm và sâu hết sức.
Thế thì cái bước này được gọi là cái bước khó nhất trong việc sử dụng bình xịt định liều. Và cái bước này có ảnh hưởng rất là quyết định đối với việc hiệu quả của thuốc được đưa vào trong phổi. Tiếp đến là bình hít Occlusal, thì cái bước làm sai nhiều nhất là hít thật nhanh, sâu và dài, sau đó bỏ thuốc ra và nín thở trong vòng 10 giây. Tiếp theo là bình hít định liều Tubohaler, thì chúng ta lại thấy là cái bước làm sai nhiều nhất là bước hít thở thật sâu và nín thở sau khi hít khoảng 10 giây. Việc nghiên cứu của chúng em thì đưa ra một cái kết luận về cái thái độ của bệnh nhân cũng như nhận thức của bệnh nhân về bệnh tật. Và cái kết luận đáng lưu ý nhất là ba bước làm sai nhiều nhất là việc thở ra hết sức này, hít vật sâu, chậm và dài, sau đó nín thở 10 giây. Bước này là bước làm sai nhiều nhất, dẫn tới cái nhân viên y tế cần nhận thức được rằng khi mình hướng dẫn bệnh nhân cái thì nào là mình phải quan sát và kiểm tra bệnh nhân đi kiểm tra lại để cái hiệu quả của việc xịt hít nó cũng được có tác dụng lâu dài. Trên đây em muốn đưa ra thêm nội dung thứ hai là tầm quan trọng của việc sử dụng bình xịt bình hít đúng cách. Vì có một nghiên cứu em đã đọc được rằng là cứ 10 bệnh nhân thì đến 9 bệnh nhân chưa biết cách dùng bình xịt bình hít đúng cách. Chúng ta có thể quan sát trên màn hình là có rất nhiều loại bình xịt bình hít khác nhau, rất nhiều màu sắc khác nhau. Đối với các bác sĩ không làm trong ngành hô hấp, đôi khi người ta cũng sẽ không nhận ra được và hướng dẫn bệnh nhân còn chưa chuẩn xác. Nữa là bệnh nhân khi mà được các nhân sĩ cấp cho một bình xịt bình hít mang về, chưa chắc họ đã nắm được cách xịt hít đúng cách, và chưa chắc là mình hướng dẫn rồi họ đã về nhà đã nhớ được cách xịt hít đó. Vì vậy, việc đặt ra cho bác sĩ là khi quản lý bệnh nhân hen bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cách hướng dẫn sử dụng bình xịt là một trong những mục tiêu quan trọng. Hôm nay em muốn đưa ra cái sự khác biệt giữa sử dụng bình xịt và bình hít. Khi bình xịt thì bệnh nhân phải hít chậm và sâu. Vì phân phối thuốc của bình xịt là dạng giọt bắn nên khi bệnh nhân hít thật chậm và sâu thì sẽ phối hợp với cái luồng khí và luồng thuốc được phun ra và thuốc được đưa vào sâu trong phổi. Và một vấn đề đặt ra là chậm và sâu đến mức độ nào là đủ, thì lưu ý là thở ra hết sức trước khi xịt. Hít chậm và sâu thì bệnh nhân có thể đếm trong đầu đến 10, đến 5 và sau đó nín thở hoàn toàn thì là đủ 10 giây. Cái điều này làm bệnh nhân có thể dễ dàng hơn trong quá trình thực hành lâm sàng và hít chậm và sâu. Nhưng bên cạnh đó, đối với bình hít thì nó là dạng hít bột khô, thì khi mà bệnh nhân hít thì phải mạnh và sâu ngay từ đầu chứ không phải chậm và sâu, mà là mạnh và sâu để cái lượng bột khô nó được giải phóng khỏi bình hít và nó được sâu vào trong phổi, giữ lại phổi và gây ra tác dụng ở đây. Và thế thì đối với bác sĩ thì mình lựa chọn cá thể hóa bình xịt bình hít cho bệnh nhân như thế nào? Đặt trước vấn đề là một bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nếu mà bệnh nhân trẻ tuổi, lưu lượng thở khoảng trên 30 lít một phút, mình có thể dễ dàng lựa chọn cho bệnh nhân bình xịt bình hít đều được. Nhưng đối với bệnh nhân già yếu, người ta cái động tác xịt và hít đồng thời người ta rất khó, thì việc dùng bình xịt là không khả thi. Thì mình có thể, nếu mà lưu lượng thở bệnh nhân đủ lớn trên 30 lít một phút, mình có thể sử dụng bình hít cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân lưu lượng thở cũng kém, người ta thở rất là khó khăn, thì mình có thể có một phương án thứ hai, đó là mình dùng bình xịt kết hợp với cả buồng đệm. Buồng đệm thì rất là có hiệu quả đối với cả ba cái đối tượng mà em thường hay gặp khó khăn trong quá trình thực hành lâm sàng. Đó là bệnh nhân già yếu, lãng tai, không có người nhà đi cùng. Mình hướng dẫn người ta thì chưa chắc ra đến cửa người ta đã nhớ cách xịt cách hít, mặc dù cái bình xịt mình cấp cho người ta thì rất là đắt tiền. Thứ hai là trẻ nhỏ khó hợp tác. Khi mà trẻ con thì cái việc yêu cầu sắp còn một slide nữa thôi ạ. Và như thế thì cái buồng đệm và cái bình xịt là một cái giải pháp trong quá trình thực hành lâm sàng. Cuối cùng thì em xin đưa ra một số đề xuất. Quản lý bệnh phổi mãn cạnh mãn tính đường hô hấp thì 10% là điều trị và 90% là giáo dục. Giáo dục bệnh nhân thì bao gồm ba ý mà em muốn nêu ra. Thứ nhất là cán bộ y tế sẽ dành thời gian hướng dẫn cho bệnh nhân cách sử dụng bình xịt bình hít, không chỉ lần đầu tiên và những lần sau khi tái khám bệnh. Cái thứ hai là cung cấp thông tin về bệnh trong những lần tái khám, vì đối tượng mà bệnh nhân nhận được kiến thức chủ yếu là từ nhân viên y tế. Cái thứ ba là vì bệnh nhân tái khám của chúng ta thường xuyên hàng tháng, nên chúng ta hãy dành thời gian quan tâm, động viên tinh thần và quan tâm đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân để bệnh nhân tin tưởng vào bác sĩ và tuân thủ điều trị ạ. Cuối cùng em xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu ạ. Và xin một chút là đây là hình ảnh của một buổi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 3 tháng một lần thì chúng em mời khoảng 200 bệnh nhân đến để bệnh nhân có thể nghe được những kiến thức về cách xử lý khó thở tại nhà, cách tập phục hồi chức năng. Bệnh nhân vẫn quan trọng là phải dùng bình xịt bình hít đúng cách, hướng dẫn lại cho bệnh nhân, và bệnh nhân đây là lên để thử làm để bác sĩ có thể chỉnh lại các động tác chưa đúng. Và phần quan trọng nhất là bệnh nhân được hỏi, người ta có thể đưa ra những cái khó khăn thực hành hàng ngày khi mà người ta điều trị để bác sĩ lắng nghe và có thể phân tích được đúng sai như thế nào để bệnh nhân có thể tuân thủ điều trị tốt hơn. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương ạ. Thì các bác sĩ đã trình bày các thứ chi tiết về vấn đề dùng bình xịt bình hít.